Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 11 tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Chí An, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã có buổi gặp gỡ thân mật ông Kersan Nikolajevic Elizinov, nguyên tổng thống nước Cộng hòa Kamikia thuộc Liên bang Nga, nguyên chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới. Tham dự có nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, chủ tịch quỹ học bổng Vừa A Chính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, ông Nguyễn Lộc Hà, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Phát biểu tại buổi lễ, ban giám hiệu trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh cho biết, được sự kết nối của quỹ học bổng Vừa A Dính, ông Kersan Nikolaevich Ilimzinov, nguyên tổng thống nước Cộng hòa Kamikia, nguyên chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới, đã tạo điều kiện và tài trợ kinh phí cho câu lạc bộ cờ vua của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh tham gia thi đấu tại giải vô địch cờ vua các đội mạnh trường học do Liên đoàn cờ vua thế giới tổ chức tại thành phố Altau, Kazakhstan từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến ngày 8 tháng 8 năm 2023. Chuyến đi đã để lại cho các thành viên của câu lạc bộ cờ vua trường Phan Chu Trinh nhiều ấn tượng và những bài học quý giá về lĩnh vực thể thao trí tuệ này. Ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời cảm ơn và tri ân những tình cảm quý báu của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Kersan Nikolaevich Ilizinov, nguyên tổng thống nước Cộng hòa Kamikia, nguyên chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và quỹ học bổng Vừa A Dính đã dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và hứa sẽ nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phát triển phong trào cờ vua của nhà trường trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã vui mừng được chào đón ông Kersan Nikolaevich Ilimzinov, nguyên tổng thống nước Cộng hòa Kamikia, là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam và người bạn thân thiết của nguyên chủ tịch nước đến thăm tỉnh Bình Dương và trường Phan Chu Trinh. Cảm ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu của ông Kersan Nikolaevich Ilimzinov đã dành cho Việt Nam trong thời gian tại vị cũng như hiện nay. Qua đó mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Dĩ An cùng với sự hỗ trợ của ông Kersan Nikolaevich Ilizinov sẽ đẩy mạnh phong trào cờ vua ở trường học trên địa bàn tỉnh để thu hút những thắng lợi vẻ vang hơn ở trong nước và ở đấu trường quốc tế. Đồng thời, nguyên chủ tịch nước tin tưởng trường mang tên nhà yêu nước vĩ đại, mong trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh sẽ phát triển toàn diện để xứng đáng với tên tuổi của nhà cách mạng yêu nước vĩ đại.